Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đối với Giáo hội Công giáo thì ngày hôm nay chúng ta mừng Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Nhưng đối với Giáo hội Đông phương thì ngày hôm nay cũng là một ngày lễ hiển linh, và người ta cũng có thể gọi đó là ngày lễ Chúa Ba Ngôi. Vì ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa thì Thiên Chúa Cha có tiếng nói công nhận Đức Giêsu là con yêu quý của Ngài, và Chúa Thánh Thần hiện xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Nên vì vậy, ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa là một ngày trọng đại, ngày là một ngày đánh dấu một giai đoạn mới của Chúa Giêsu. Giai đoạn Chúa Giêsu bắt đầu bước ra cuộc đời công khai để loan báo tin mừng và để ban phát ơn cứu độ cho mọi người. Trong bài phúc âm mà Thánh Luca thuật lại, khi dân chúng nghe những lời ông Gioan dạy bảo để sám hối, để ăn năn, để sửa đổi cuộc sống của mình, và nhiều người đã đặt vấn đề: phải chăng ông Gioan là đấng cứu thế? Câu hỏi đó đã được Đức Giêsu sau này hỏi với các môn đệ là: anh em nghĩ con người là ai? Và rồi dân chúng nghĩ con người là ai? Giữa khi người ta phân vân và tự hỏi phải chăng ông Gioan là đấng cứu thế như vậy, thì Đức Giêsu cũng xuất hiện trong một dòng người đang chờ đợi để ông Gioan làm phép rửa. Và khi Đức Giêsu xuất hiện thì ông Gioan lại nói: Ngài phải rửa cho tôi, chứ tại sao lại đến mà để cho tôi rửa cho Ngài? Thì Đức Giêsu nói với ông Gioan là: bây giờ cứ làm như thế. Và việc mà Đức Giêsu xuống sông Giô-đan để cho ông Gioan làm phép rửa sám hối cũng giống như là mọi người. Điều đó Chúa Giêsu muốn nói rằng Chúa Giêsu hòa mình vào đám đông của nhân loại tội lỗi, và Ngài sẽ gánh lấy tội lỗi của nhân loại, rồi sau này đưa lên thập giá và xóa tội nhân loại. Rồi sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa và bước lên bờ sông thì Chúa Giêsu cầu nguyện, và Thánh Luca nói là trời mở ra và có tiếng Chúa Cha phán: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta. Chúa Giêsu đã chấp nhận cái thân phận tôi đòi, thân phận là người tội lỗi như mọi người khác, để rồi Ngài sẽ có phương án là xóa tội cho con người. Và ngày hôm nay thì Ngài làm một cái cử chỉ, đó là Ngài cầu nguyện và trời mở ra. Trước kia khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người thì Thiên Chúa cho con người được liên lạc trực tiếp với Thiên Chúa, và con người có thể thưa chuyện với Thiên Chúa bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi con người sa ngã phạm tội thì cửa trời đóng lại. Và ngày hôm nay khi Chúa Giêsu là một vừa là Thiên Chúa vừa là con người, chấp nhận một cái thân phận, một thân phận hèn kém, để rồi Ngài chấp nhận được thanh tẩy như mọi người khác, thì khi Ngài cầu nguyện thì trời mở ra. Điều đó nói rằng Đức Giêsu là đấng
có thể mở cửa trời cho bất cứ những ai tin vào Ngài. Và chỉ có Ngài mới có thể mở cửa trời được, để làm cho con người có thể liên hệ, có thể thưa chuyện với Thiên Chúa, có thể thân thưa với Thiên Chúa về mọi phương diện mà mình gặp trong cuộc đời này. Và tiếng Chúa Cha xác thực đây là con ta yêu dấu. Điều này Kinh Thánh thuật lại về việc mà Thiên Chúa tấn phong một vị vua, nhất là vua David: đây là con ta yêu dấu. Vậy Chúa Giêsu được chứng thực là con Thiên Chúa và đồng thời là con của loài người, và Ngài bắt đầu thi ân giáng phúc cho loài người bằng một cử chỉ là hạ mình xuống. Và Kinh Thánh nói là Ngài đi tới đâu thì thi ân giáng phúc đến đấy. Và đây là một thời kỳ của tin mừng, như là ngôn sứ Isaiah vừa xong đã viết và chúng ta nghe: người loan báo tin mừng là người đứng ở trên cao để rồi công bố cho mọi người biết là thời đại của ân sủng, thời đại của lòng thương xót Thiên Chúa đã đến, và Thiên Chúa tha tội cho con người để cứu vớt con người. Và cuộc dẫn đưa của Thiên Chúa đem con người vào một đất hứa, mà đất hứa này không phải chỉ là đất hứa xưa kia ông Môi-se đã đưa dẫn dân Do Thái vào đất Canaan, nhưng mà ở đây là một trời mới, đất mới. Đó là nơi mà Thiên Chúa ngự trị và con người được sống thông hiệp với Thiên Chúa. Chúa Giêsu mở ra một con đường mới cho nhân loại, và Chúa Thánh Thần luôn luôn tác động nơi Ngài. Chúa Thánh Thần luôn luôn ở với Ngài, không những ở với Ngài khi mà truyền tin cho Đức Mẹ, ở với Ngài trong mọi hoàn cảnh, và ở với Ngài cho đến khi Ngài từ cõi chết sống lại. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu xuống sông Giô-đan để chịu phép rửa. Ngài không có tội gì cả, nhưng mà Ngài đến để thanh tẩy nước sông Giô-đan và mở ra một ý nghĩa mới cho cuộc sống của những con người tin vào Ngài sau này. Đó là Ngài lập bí tích rửa tội, để bất cứ ai tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần thì được giao hòa với Thiên Chúa, được ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban. Nên vì vậy, bí tích rửa tội là một bí tích quan trọng ở trong đạo của Chúa Giêsu. Bí tích này mở ra một con đường mới cho những người lãnh nhận. Con đường đó là con đường dẫn đến thiên đàng. Sự cao trọng và quý giá của bí tích rửa tội đã được Thánh Phaolô nhấn mạnh trong thơ gửi cho Thánh Giám mục Tito. Ngài nhắc nhở rằng ơn của bí tích rửa tội là ơn của Chúa Kitô, ơn đó đủ cho người ta. Nên vì vậy mà người ta không cần chạy để nương tựa vào một cái thế lực nào khác ngoài Chúa Kitô. Từ vì ơn của bí tích rửa tội làm cho người ta có thể sống công chính, làm cho người ta sống hài hòa, và làm cho người ta sống để nhận biết và dẫn đưa người ta đến thiên đàng. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô khuyên Thánh Tito là phải hướng dẫn cho dân cái giáo đoàn mà Thánh Tito được trao cho chăm sóc, là phải luôn luôn nhớ và hướng dẫn họ là phải biết quý trọng ơn của bí tích rửa tội. Thật vậy, thưa quý ông bà và anh chị em thân mến,
Khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội thì khi đó Chúa Giêsu ban cho chúng ta một ân huệ là trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Và khi đó trời mở ra và chúng ta cũng được Thiên Chúa Cha đón nhận, và Chúa Thánh Thần sức dầu cho chúng ta như xưa kia Thiên Chúa đã sức dầu cho các vua quan, cho các ngôn sứ. Đó là cho chúng ta tham dự vào ba cái chức vụ ngôn sứ, vương quyền của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta được trao áo trắng, khi chúng ta được trao nến sáng, thì chúng ta cũng được nói đây là ánh sáng của Chúa Kitô. Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trong tâm hồn của mỗi người, và chỉ có ánh sáng của Chúa Kitô mới dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc thật. Và rồi mỗi người được trao cho một cái tấm áo trắng để tượng trưng rằng đó là ân sủng của Đức Kitô, đó là một cuộc đời mới. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô khuyên Thánh Tito là làm cho giáo dân phải ý thức được cái ơn mà đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội. Ơn đó làm cho người ta được tái sinh thật sự để trở thành con Thiên Chúa và trở thành những con người ưu tú khi người ta cố gắng để tuân giữ những lời của Chúa. Và vì vậy mà trong cuộc sống của người Kitô hữu, đừng có chạy theo những ảo ảnh khác, đừng sống trong những cái danh vọng hay là trong những cái thú vui khác thuộc về trần thế này, nhưng mà cố gắng để sống cái ơn mà Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta qua bí tích rửa tội. Vì ơn đó làm cho người ta được hạnh phúc, làm cho người ta được hân hoan, làm cho người ta được vui tươi và làm cho người ta được tràn đầy hy vọng. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ý thức hơn về việc chúng ta đã được trở nên con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Và từ đó trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta thì chúng ta cũng cố gắng để làm sao sống đoan chính, làm sao sống yêu thương, làm sao sống bác ái, để mọi người có thể nhận ra chúng ta là con Thiên Chúa.